DOM Test Type là một mẫu mobile suit xuất hiện trong series Gundam The Origin. Như tên gọi của nó đã gợi ý thì DOM Test Type là một mẫu mobile suit thử nghiệm được phát triển lên từ mẫu Zaku High Mobility Type. Cho nên chúng ta có thể thấy điểm tương đồng giữa mẫu DOM Test Type này với lại những mẫu Zaku đó chính là phần mõm được kéo dài ra và nối ống xả từ sau đầu ra phía trước, hoàn toàn khác so với những mẫu DOM mà chúng ta thường gặp. Ngoài ra thì khi so sánh bộ ngực của DOM Test Type so với những mẫu DOM và Rig DOM thì chúng ta có thể thấy rằng là DOM Test Type vẫn còn mang bộ ngực của bọn Zaku 2. Và nhờ cái sự trộn lẫn trong thiết kế của DOM và Zaku này làm cho mình cảm thấy rằng DOM Test Type nó gọn gàng hơn, uyển chuyển hơn và thực sự là mình thấy thích thiết kế này hơn so với lại những cái mẫu DOM và Rig DOM sau này. Một thông tin thú vị nếu mà mình tìm được trên wiki đó chính là mẫu DOM Test Type này có hai phiên bản. Một là để sử dụng để đánh dưới mặt đất và hai là để đánh ở trên vũ trụ. Thì sự khác nhau giữa hai phiên bản này đó chính là bộ giáp ngực. Cụ thể ở đây là khi đánh ở trên vũ trụ thì giáp ngực của nó sẽ là giáp ngực của bọn Zaku 2. Cái này thì không có thay đổi gì nhiều. Nhưng mà khi đánh ở dưới mặt đất thì các bạn sẽ có một miếng giáp ngực hoàn toàn mới, với ba chi tiết màu đỏ nằm ở dưới ngực. Thực sự thì mình cũng không biết được rằng là ba chi tiết màu đỏ này nó đang tượng trưng cho một cái lò năng lượng hay là một cái buồng lái. Nói chung là cái này tùy thuộc vào sức tưởng tượng của các bạn, chứ wiki thì mình tìm không thấy được ba chi tiết này nó là cái gì. Và tất nhiên là khi nói đến Model Eye thì chúng ta phải xem qua về con mắt. Để điều chỉnh được con mắt của DOM Test Type thì các bạn sẽ phải tháo phần giáp màu đỏ này ra. Sau đó dùng tay hoặc là một quạt bất kỳ để điều chỉnh lại vị trí của con mắt. Cá nhân mình thấy vì phần mõm của con DOM Test Type này được kéo ra khá là dài, cho nên là mình có cảm giác nó hơi biến thái hơn so với những cái con DOM khác. Khi nói đến vũ khí thì mẫu DOM Test Type này chỉ có duy nhất hai món, đó chính là một cây Heat Saber nằm ở sau lưng và một khẩu beam bazooka có kích cỡ tương đối khá là lớn. Và khẩu bazooka này chỉ xuất hiện duy nhất trên con DOM Test Type này. Lý do là vì nó được đưa vào thử nghiệm cùng thời gian với lại con DOM này, nhưng mà thực sự thì cái hỏa lực của khẩu bazooka này hơi khó để kiểm soát, cho nên là nó thực sự chưa bao giờ được đưa vào thực chiến cả. Còn về cây Heat Saber thì nhờ vào biên độ cơ động tuyệt vời của dòng HG GTO, cho nên là các bạn có thể thoải mái tạo những cái tư thế rút kiếm ra từ sau lưng. Phải nói là tạo những cái tư thế này nhìn con DOM rất là thần thái. Ngoài những cái ưu điểm mà mình vừa nêu ra thì vẫn còn một số chỗ mà mình cảm thấy chưa thực sự hài lòng khi mà build con DOM Test Type này. Thứ nhất là về cái vấn đề sticker. Như các bạn có thể thấy là mẫu DOM Test Type này nó có trang bị thêm một vài cái mảnh sticker màu trắng được chạy dọc theo cái phần giáp màu đen. Có thể nói là nó làm tăng cái chi tiết của con DOM Test Type này lên rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái kích thước của cái bộ sticker này nó phải nói là hơi dài, nên là cái đoạn mà căng và dán decal của các bạn sẽ tốn thời gian hơn rất là nhiều nếu như các bạn muốn nó thực sự cân đối. Thứ hai là về cái màu nhựa, cụ thể ở đây là cái phần giáp màu đen của mẫu DOM Test Type. Thì thực sự là lúc mà mình mua con này thì mình đã dự kiến là cái màu nhựa của nó là một màu nhựa đen, nhưng mà khi mua về thì cái màu nhựa của nó lại đổ sang ngã màu nâu. Cho nên là mình thấy cái màu đen nâu này nó có hơi không hợp ý của mình, cho nên là mình đã phải sơn nó lại thành một màu đen. Và để tạo sự tách biệt so với những màu đen của những part giáp nhỏ thì mình đã pha thêm một tí màu trắng để cho nó sáng hơn so với lại những cái mảnh giáp còn lại. Khi nói về biên độ cơ động, chúng ta có đầu trên một khớp cầu và cổ trên một khớp gập, cho phép các bạn có thể nhìn lên được như đây và nhìn xuống được như đây. Vai trên một khớp cầu có thể đẩy ra ngoài được một tí, giáp vai có thể đẩy lên, cánh tay đẩy ra ngoài, bắp tay xoay, tay gập trên hai khớp, cổ tay trên một khớp cầu, bụng trên một khớp cầu, có thể gập về phía trước, giáp vai đẩy lên, vai ngang đẩy ra ngoài, háng có một cơ chế có thể đẩy về phía trước và phía sau, chân đá lên khá là cao, xoạc rất là ok, bắp chân xoay, chân gập trên hai khớp, cổ chân trên một khớp cầu và một khớp gập, cho phép các bạn có thể đẩy lên, đẩy xuống, đẩy sang trái và đẩy sang phải. Có thể nói là mặc dù bây giờ có khá là ít người tìm đến mẫu DOM Test Type này, nhưng mà đối với mình thì nó đã nằm ở trong cái wishlist của mình ngay từ khi nó ra mắt, nó chính là vào năm 2016 rồi. Và quả thật không hổ danh là Best HG của năm 2016. Sau khi được mình hoàn thiện thì nó là một trong những cái mẫu mobile suit mà toát lên cái vẻ cơ khí nhất trong cái dàn Gunpla của nhà mình. Nhìn mẫu DOM Test Type này đứng chung với lại con Zaku High Mobility Type thì nó rất là thích cái con mắt của mình. Đây là một mẫu HG thực sự đáng sở hữu, dù cho các bạn có là fan của UC hay là không. Đặc điểm cuối cùng của mẫu HG DOM Test Type này đó chính là một con 8/10.
Và review này là kết thúc. Hãy cân nhắc việc bấm đăng ký và bấm cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi bọn mình làm video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau.